Đây là xì cho cái lớp đánh không nha. Nó có lớp đánh. Hello, xin chào mọi người. Và như đã hứa với mọi người thì hôm nay Linh quay lại với một tập tiếp theo review về nước hoa. Thì chắc là mọi người cũng vừa xem video tuần trước của Linh thôi. Thì đó là một cái video mà Linh review về bốn loại nước hoa mà Linh rất là thích thời gian vừa rồi. Và Linh cũng đã hứa với mọi người rằng là tuần này Linh sẽ quay trở lại với một video về những loại nước hoa dupe mà Linh mua thử. Thì đây là năm tân binh nước hoa mà Linh mới sở hữu được, kiểu nó giống Ngọc Trinh. Nước hoa khó lắm, đắt lắm, khó mua lắm. 9 triệu rưỡi một lọ, nhưng mà vì thích quá nên là mua luôn 5 lọ. Nhưng thực ra không phải, những cái lọ này chỉ có 95.000 một lọ thôi. Và đây là mỗi một lọ này là 35ml. Đây là nước hoa có tên là Verbenalin, xuất xứ Trung Quốc. Nó chưa xuất xứ Trung Quốc nha, để mọi người bớt kỳ vọng. Tuy nhiên thì hôm nay Linh sẽ trực tiếp unbox và review từng sản phẩm một và thử test rằng là cái mùi hương cũng như là khả năng lưu hương của nó có được như những gì mà nó biết không. Thì nói trước cho mọi người biết rằng là cái thương hiệu nước hoa này họ chuyên làm những cái thương mùi hương nhái gọi là dupe á, của những cái thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới. Và Linh sẽ đọc tên từng lọ một. Rồi, mình sẽ pick random đi ha. Rồi, đầu tiên là Linh sẽ đến với lọ tên là Dazzling. Thì lọ này được cho là dupe của Jo Malone Dazzling Tea. Nhưng mà đầu tiên Linh phải search xem Dazzling Tea nó là cái lá gì. Dazzling Tea là trà đen. Dazzling Tea là trà đen Ấn Độ. Rồi, để bóc cho mọi người coi. Nói chung packaging thì cũng thấy khá là ok. Bên trong cũng có cái lớp lót đàng hoàng này, chứ không phải là linh tinh. À, và lọ của nó khá là giống với cả lọ Romano. Không biết Linh vứt lọ Romano của Linh ở đâu rồi, nhưng có đây để so cho mình mọi người là kích thước, có đại ký hiệu so ha. Đây ạ, cho mọi người nhìn gần. À, đằng nào cũng sẽ quay riêng nó nhá. Rồi. À, ghi là Eau de Parfum luôn thì mọi người biết đấy, hẳn là Eau de Parfum. Mùi cũng dễ thương ha. Cái xịt của nó cũng ok này, cũng không bị vón quá. Rồi. Cũng dễ chịu đấy. Mùi mát. Và để Linh xem nào. Linh ngửi thấy mùi cam. Chuẩn luôn. Hương đầu của nó có hoa lavender, cam và lá trà. Chắc là lá trà Dazzling ấy. Rồi hương giữa sẽ là hoa cẩm chướng và diên vĩ. Hương cuối là hổ phách, xạ hương, sêu rồi và tuyết tùng. Rồi, Linh sẽ xịt ở đây và Linh sẽ quay hết video này và Linh sẽ quay lại người mùi để xem nó sẽ như thế nào nha. Rồi, để nó sang một bên. Mùi này với hương đầu, Linh không ngửi thấy rõ lavender với cả lavender lắm, nhưng mà mùi cam và mùi trà thì Linh thấy được mùi. Ủa, nhưng mà chưa gì đã cảm giác là nó không có giữ mùi rồi đó. Rồi, tiếp đến Linh sẽ pick lọ thứ hai, lọ này tên là Black Orbium. Rồi, Black Orbium. Lấp lánh màu tím mọi người này. Ôi, đẹp vãi. Cái kim tuyến nó không có chìm xuống mà nó cứ trôi ở trong. Mình sẽ quay gần cho mọi người coi nha. Ôi, đẹp vãi nồi luôn. Rồi, để xem nó là nhái của lọ là gì. Nó là dupe của lọ này là lọ dupe của Orbium Nuit. Sao lại tiếng Pháp của YSL mọi người ạ. Yes, Saint Laurent. Hương đầu sẽ là hồ tiêu, hoa cam và lê. Để xem thì chị sẽ có thêm mùi tiêu không nha. Hương giữa là cà phê, hạnh nhân, cam thảo. Hương cuối là vanilla, quảng, hoắc hương và tuyết tùng. Hiện tại thì mùi này cũng khá là ok. Trời ơi, ta sẽ đến mùi này. Mùi gần thì nó cũng là cái kiểu tông của YSL đã. Linh thì chưa dùng YSL nên là Linh cũng chưa thực sự nhớ được mùi, bởi vì là đi trong Takashimaya mọi người cũng hay đưa cho mình cái mùi test á, thì mình cũng là xịt cho lớp đánh không nha. Nó có lớp đánh.
hơi một chút siêu cổ nhẹ, nó cũng hơi lấp lánh trên cổ tay mọi người ạ. Rõ mùi tiêu đấy, được. Tiêu với cả cam, đúng, tiêu với cam, còn hoa lê thì không thấy đâu ạ. Có lẽ là ngày mai sẽ đi ra, cái nắp cũng chắc phết này, sẽ đi ra thử Taka để thử cái mùi nước hoa này của YSL để xem nó có giống không nha. Mùi này thì khá là ấm này, bởi vì Linh ngửi thấy hương đầu của nó là hương tiêu, thế nên là mùi của nó khá là ấm, mặc dù là Linh đọc thì không thấy có gỗ gì cả. Cà phê, hạnh nhân, cam thảo, cà phê đúng, chuẩn, ngửi thấy rõ mùi tiêu, mùi cà phê nhất luôn á, mặc dù chưa đến hương giữa nhưng mà Linh đã ngửi thấy mùi cà phê rồi. Chuẩn, được, cái này thì các bạn nam cũng dùng được này, bởi vì nó có tiêu với cà phê. Ô, lấp lánh dễ thương phết ha, nhưng con trai xịt lấp lánh à. Ngồi quay lại mùi này thì nó đã nhạt đi rất là nhiều nhưng vẫn ngửi rõ mùi trà. Rồi, một cái này mùi này strong hơn rất là nhiều mọi người này. Rồi tiếp đến nha. Rồi còn hạn là sau chết. Tiếp đến là lọ tất cả dòng này đều là Eau de Parfum. Lọ tiếp theo là lọ White Blue Bell. Lọ này cũng là dupe của Jo Malone White Blue Bell luôn. Blue Bell là hoa chuông à? Đúng ta. Hương đầu hoa chuông chuẩn luôn, đinh hương, hương giữa hoa nhài, linh lan và hoa hồng đại. Hương cuối xạ hương hổ phách. Lọ này là lọ cũng Linh mong cho mọi người coi đâu, nó có cái lớp lánh màu bạc này. Rồi. Thơm nhỉ. Thơm mùi hoa đó. Chuẩn. Hoa chuông chuẩn đấy. Linh không biết hoa đinh hương là mùi nào nhưng hoa chuông thì Linh gửi rồi. Rồi. Tiếp đến là lọ Mon Paris. Lọ này như YSL cũng có hay sao? Luôn Mon Paris của Paris này lại còn có hai chữ S chứ, chữ Q. Rồi, Mon Paris của Eau de Parfum. Mùi này là Phật thủ, cam thảo, raspberry, lê chanh. Để xem có ngửi được mùi raspberry với mùi chanh không nha. Hương giữa, hoa mạn, hoa cam, mẫu đơn, hoa nhài, hương cuối, quảng hoa hương, xạ hương, long biên, long diên. Hình như từ nãy giờ đều là hương cuối sẽ có xạ hương thì phải, vì mùi xạ hương là mỗi mùi cơ thể nó bám trên người rất là lâu nếu như mà đúng. Các bạn này đều có một cái nhược điểm là cảm giác hơi nhiều cồn, nhưng mà 95.000 mọi người không nên expect nhiều. Ôi, gửi thêm mùi lê và raspberry có vẫn còn này. Ôi mùi này giống Jo Malone thái. Mùi đầu tiên là Linh chỉ là mùi gì ta? Quên mất rồi. Không nhớ rồi. Mùi đầu tiên chỉ là mùi gì? Mùi đầu tiên xịt là mùi Dazzling, của mùi này rất thơm mọi người này. Bạn nào, bạn gái nào mà thích nhẹ nhàng hoặc là bạn kiểu bạn nào là thích mùi nhẹ nhàng, dễ chịu mát mẻ thì mùi này sẽ là mùi rất hợp lý. Nó sẽ dai thẳng trên da. Rồi. Và đừng vỡ nha các em. Vỡ ra giường tôi té le ở đây. Và cuối cùng là lọ Oud Shade và Sea Salt. Mùi này thực ra là mùi mà Linh đã mở ra rồi và Linh cũng dùng mấy hôm nay rồi và Linh rất là thích. Đó là mùi nó đúp luôn của Jo Malone, Oud Shade, Sea Salt. Và thấy bảo đây là một trong những mùi best seller của Jo Malone. Thì hương của nó sẽ là muối biển, đơn giản là hương đầu muối biển, hương giữa hoa kim ngân và hương cuối là bơ sữa. Sao mình không ngửi thấy mùi bơ sữa ta? Để chỉ vào mu bàn tay nha. Phải phẩy một tí. Ui, mùi biển. Mùi rất là fresh luôn, cực kỳ fresh. Rất hợp cho các bạn nam dùng để đi Linh xịt này, đi tập này. Đi tập Linh mang theo nhóm người Linh xịt. Chưa đủ để thấy được mùi bơ sữa. Rồi để xem nha. Giờ mình test lại một vòng này. Đây là mùi Mon Paris Mop. À đâu, Black Orbium à? Hay cái gì? Orbium Mood à? Mood à? Nó vẫn khá là strong. Từ 15 phút rồi đó. Dazzling thì hầu như là rất nhạt. Các bạn là mình cũng ngửi nhiều mùi quá rồi nên bây giờ có thể cái mùi này nó nhạt quá nên không rõ mùi nữa. Hoa linh lan. À nhạt hoa linh lan. Hoa bluebell và hoa nhài rất là rõ. Mùi này cũng ok này. Rồi. Xì số thì mới xịt là thơm nhất. Linh mới thích mùi này nhất luôn. Thì
trong năm loại này Linh thích loại sea salt và oud shade nhất rồi. Và thực ra thì sau khi Linh test cho mọi người xong thế này thì để Linh chia sẻ với mọi người rằng là với cái mức giá như vậy thì Linh nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với hầu hết mọi người. Nếu như mọi người chưa có khả năng để sử dụng những cái nước hoa đắt tiền có giá từ chắc là nước hoa rẻ thì cũng phải tầm trên 700-800 nghìn nhỏ, loại nhỏ đó, cho đến cả triệu bạc, thì Linh nghĩ mọi người có thể bắt đầu từ những cái nước hoa như thế này, bởi vì dù sao nó cũng là một thương hiệu tử tế, một thương hiệu nội địa của Trung Quốc, thế nên là chắc chắn rằng là các thành phần của nó cũng như là mọi thứ nó sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người, chứ nó không phải là nước hoa fake đó. Thì Linh thầm mong rằng là đây sẽ là một video giúp cho những bạn sinh học sinh, sinh viên mà có chưa có nhiều về tài chính nhé, hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình những cái lọ nước hoa để giữ cơ thể mình thơm sạch sẽ và tự tin hơn khi giao tiếp. Ok, nếu như mọi người thích những gì mà Linh vừa chia sẻ, mọi người đừng quên like, subscribe và ấn hình cái chuông khi ra video mới. Chào tất cả mọi người.